Ê, nếu mà mày không kêu ấy thì tao nhìn tao không biết mày là mèo đâu. Thật đấy, mày còn to hơn cả một con chó đây này. Nhìn đây này. Ôi trời ơi. Có một cái gì đấy sai sai ở đây. Chó thì bé là chưa. Thôi. Thôi mình thương rồi. Nhà mình thương rồi. Cái to quá con ạ. Trời ơi, đây là cạo lông em đi rồi nhá. Giới thiệu là đây là đã là lông cạo rồi nhá, mà vẫn còn béo như thế này nhá. Và đây là con đực nhá, không bầu nhá. Chưa thiến nữa. Không bầu. Thôi mình thương. Thôi con chó này đi ra đi. Đi ra chỗ kia. Nào để định nào. Thôi nào. Thế bây giờ cho xem mặt một tí nhá. Ôi dồi, thương quá cơ. Hôm nay nhìn đến cửa hàng mà chịu yêu quá cơ nhá. Liệt vào danh sách khách VIP ở cửa hàng luôn bây giờ đây này. Nào, thương quá nào. Thế quay lại cho người ta nhìn thấy mặt một cái. Mông đẹp rồi. Nào quay lại nào, thương quá. Nào, thế mình quay lại nào. Ôi thương. Mình quay lại nào. Úi giời ơi. Yêu quá nhỉ. Thế ra chủ ở nhà nuôi kiểu gì đẹp thế? Tí nữa hỏi thì chủ ở nhà nuôi em kiểu gì xinh thế? Hả? Ôi trời ơi, thương xem cái bụng nào. Bỏ cái đuôi xuống. Thương. Rồi, gãi thoải mái nào. Thế mình banh cái mặt mình ra nhìn cho nó rõ cái mặt bánh bao nào. Mặt bánh bao của mình đâu? Mặt bánh bao của con đâu? Nào, con nhìn mặt bánh bao này. Con thoải mái hơn chưa? Cái con chó kia nó làm mình khó chịu à? Nhờ, thế thôi, bế con chó đi nhờ. Bế con chó đi, đừng để em nhìn thấy em khó chịu đấy nhờ. Em hơi bị khó chịu, em hơi khó tính đấy nhờ. Thương thế. Em xinh quá em ạ. Em xinh nữa. Giới thiệu lại đây này. Đây là đã cắt lông rồi nhá. Mà người mình còn như thế này nhá, kiểu ôm đã tay ghê ấy. Ôm như con lợn con ấy. Nếu mà mình mà còn lông thì mình còn to nữa. Nào thế mình giơ cái mặt tròn của mình ra thế nào? Mặt tròn của mình đâu? Thằng kia mang con chó ra cho khác đi, đừng để nó nhìn thấy. Nào, mặt tròn đâu? Đúng rồi, mặt tròn xinh thế này nhỉ. Nào mình giơ cái mặt tròn mình ra mình xem nào. Trời ơi, vô thơm cả. Ngoài thơm cả thôi nhỉ. Mình hâm mộ quá mình mới thế đấy, mình hâm mộ quá mình mới cuồng như thế đấy. Nào, thế thì bỏ cái đuôi rồi. Đấy, để người ta nhìn thấy cái bụng mỡ nào. Thôi. Bé thì. Tại vì mình thấy xinh quá nên mình bé mà. Nhờ, mình yêu quá mình bé mà nhá. Thế giờ tí cho ăn cái gì nhá? Thương của bé. Thích tay dã man đấy, tí phải hỏi chị chủ xem làm thế nào nuôi được con mèo như thế này. Thương quá. Bé đã tay dã man. Thương. Mình cảm thấy an toàn hơn chưa? Đuổi con chó đi rồi. Không sao. Mà thấy không, mình là con mèo mình còn to gấp đôi con chó đấy. Sợ không? Mấy cân đấy? Bạn này mấy cân? 7 cân. Ui 7 cân như mấy nhở? Em có 7 cân như mấy nhở? Thiên gái. Thiên quá nhở. Nào quay gần lại em thì nhìn em cho rõ này. Thôi bê. Ôi dồi ôi quá. Thương quá. Trời ơi, có con mèo này thì mình ở nhà mình ôm cả ngày cũng được ấy. Đá tay ghê luôn ý. Thôi. Thương nhở. Thế về định chủ thỉnh thoảng cho sang đây nhá, để cho bé ké với nhá. Yêu quá, thương quá. Thương lắm. Em có 7 cân như mấy. Em béo kệ em nhở, em béo xinh béo đẹp kệ em nhở. Béo xinh béo đẹp kệ em, đừng có ai chê em nhở. Muốn béo như em không được đâu nhở. Thương quá. Lại mèo à? Thương. À, cho bạn chó ra đây nào, để hai bạn cùng xì tai với nhau nào. Hai bạn cùng giữ tử với nhau. Mình cho bạn đứng ké một tí thôi, đâu lại đây này. Mình cho bạn đứng ké vào khung hình một tí thôi nhá. Đứng ké và nhìn cái thôi, không làm gì đến mình đâu nhá. Đứng ké vào nào. Nào, đứng gần vào nào, bạn chó đứng gần vào nào. Bạn chó đứng gần mà hai bạn cùng cắt cái style sư tử giống như nhau. Thôi. Không cùng đẳng cấp. Không cùng đẳng cấp với em à? Mình không cùng nó à? Hoàng thượng mình phải sang chứ nhở? Nhưng mà mình cho mình xem tí thôi nhở? Con chó con bé, con chó bằng nửa. Ôi chưa có bạn mèo nữa này. Ôi bạn này cũng to dã man. Bạn này được hay cái ạ? Được à? Thế bây giờ không thuần làm nào cho hai bạn đứng gần nhau được nhở? Hai bạn mà đứng gần nhau thì chắc là đại chiến xảy ra. Nào thế, bạn chó đi ra, bạn chó không cùng đẳng cấp đi ra. Nào ok rồi, một tí thôi, một giây thôi. Nhìn, mình nhìn bạn này trước đi cắt lông. Nào hai bạn mèo, ôi dồi ôi, hôm nay toàn mèo to sang thôi. Trời ơi, thương không?
đây đây, cho xin bạn này thế nào, bạn này ngoan này, hiền thế nhở. Bạn này mấy cân nhỉ? 7 cân. À, bạn này 7 cân này, khiếp béo như một con lợn này, sợ không? Yêu quá, bạn mèo trắng em hôm nay sang đây yêu quá, phải xin bế một tí. Yeah. Xin bế em có một tí thôi mà em khó tính quá cơ. Thương quá, thương quá, thương cả. Ừ, thương cả. Ừ đây, bạn vàng đâu rồi, bạn vàng quay mặt đây. Bạn vàng. À, chết. À, thích thích. Cái tiếng này là tiếng kêu thích mà. Đâu có phải tiếng gừ đâu. Thích mà, thôi chết rồi. Thôi chết rồi, hai thằng đàn ông nhá. Ừ, chết rồi. Đấy. Tiếng kêu này là tiếng kêu thích mà. Ô yếm mà. Nào, dơ bạn mèo vàng lên một tí để xem cho nhìn xem. Ơ, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Ui dồi. Này, hai con đực mà không hề cắn nhau này. Chuyện lạ không? Em này, xem lại giới tính ý nhá. Về xem lại giới tính nhá. À, thôi, 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 thôi. Thôi, hết vui, hết vui rồi, hết vui rồi. Hết vui rồi, vui thôi, đừng vui quá. Nhắc bạn ấy lên nào, nhìn nào. Cắt giống con này luôn à? À, thôi thì tí nữa xuống đây thì nhìn hai thằng như nhau luôn à? Ok rồi. Thế là bạn vàng kia cắt giống mình, thế là tí nữa xuống là thấy thành hai bạn giống nhau à? Mình ơi, yêu quá.